Cảm ơn các anh chị em bạn bè đã xem video của kênh YouTube cơ sở sở vụ Minh Hứa Nam Định ngày hôm nay. Thì trong video clip ngày hôm nay, em muốn giới thiệu đến các quý khách hàng siêu phẩm sở vụ Lào có tên gọi là sập trơn chân quỳ dạ cá, được cơ sở em làm đặt cho anh khách tại Lý Nhân, Hà Nam. Anh đặt một bộ sập trơn có kích thước là 1m80 x 2m20, sập trơn chọn vân siêu đẹp, siêu VIP. Gỗ lạt được cơ sở em chọn lọc gỗ kỹ càng, gỗ đồng màu, gỗ màu sáng rất chi là đẹp. Vai tiền của bộ sập vụ này được cơ sở em chọn vân này, vân như núi luôn đó ạ. Vai tiền rộng là 50 phân và dày là 10 phân. Và cơ sở em đang bốc thêm 2 chiếc sập nữa để đi trên các tỉnh miền Bắc. Thay thời điểm vào hình cái nhìn. Và đây là các anh em thợ đang chuẩn bị bốc sập lên xe để kịp giao cho khách vào giờ đẹp, ngày đẹp. Và giá của bộ sập vụ này là 31 triệu. Cả hoàn thiện, màu, gỗ vụ Lào chuẩn 100%. Gỗ sạch đẹp, lành tít từ trong ra ngoài, không bám tí rác, tí dập hay tí ruột nào. Sập vén rất đẹp đó ạ. Và ở phía bên dưới đây được đục những chùm nho vô cùng là đẹp và sinh động. Chân là chân vuông 25 phân, chân liền khối. Chân được đục kết hợp là hoa lá tây, vô cùng là hiện đại. Mặt sập màu sáng, cân màu này được cơ sở em hoàn thiện màu, màu chuẩn tông gỗ vụ truyền thống. Và đây là một bộ sập vụ đẹp và đẳng cấp nhất, phù hợp với mọi gian nhà, từ nhà gỗ đến nhà hiện đại, phù hợp với các quý khách hàng nào thích chơi sập nguyên khối, sập trơn mà không thích chơi sập đục thì các quý khách hàng có thể tham khảo như mẫu sập trơn chân quỳ bên em. Đây là một mẫu sập được bán chạy nhất tại cửa hàng. Mặt sập rất đẹp, màu rất cân xứng.